Nếu cậu bán niềm vui cho tôi sẽ đáp ứng 3 nguyện vọng của cậu. Tiểu bố, hôm nay cậu thật lợi hại. Tôi đã bán niềm vui cho sâu gióm rồi. Giờ tôi hối hận lắm. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại niềm vui được không? Cuộc hành trình tìm lại niềm vui của cậu bé La Tiểu Bố bắt đầu. Đến những vương quốc thú vị. Gặp những người bạn tốt. Cậu uống đi cho nóng. Và cả những nguy hiểm rình rập. Với hình ảnh sinh động và ngộ nghĩnh, bộ phim hoạt hình Vương quốc vui vẻ sẽ mang lại cho các em nhỏ những trải nghiệm thú vị cùng những nhân vật vô cùng đáng yêu và hơn hết là hiểu được giá trị đích thực của niềm vui. Vương quốc vui vẻ phát sóng lúc 18:30 hàng ngày trên kênh An Viên. Mời quý vị và các em nhỏ đón xem.